Alo, vâng, sẽ đến với trận đấu đầu tiên của xe đấu thứ tư. Vâng, Catanian. Vâng, một trận đấu bên mình là K. Vâng, K Mark và bên kia là Rome Choson. Alo, và tôi quay trở lại với diễn biến trong trận đầu tiên của xê đấu thứ tư. Một map đấu là tiếp tục là còn tới 4 chém. Và một kèo đấu đánh giá là cũng cân thôi. Đây là bài đấu Catanian trong tay Hoàng Mai Nhi. Và đây là máy của Tí. Alo, vâng, như vậy đây là một trận thi đấu mà Macedonian trong tay Tí. Vâng, có cho mình tìm thấy bầy hươu đầu tiên, một bầy hươu 7 con và bãi quả. Vâng, hai bãi quả phụ dành cho bài đấu Maxe. Vâng, như vậy thời điểm về sau thì bầy đấu này, vâng, lực đã ổn rồi, hai bãi quả phụ, bầy hươu 7. Và đây là màn hình máy của Hoàng Nhi, một trận đấu mà anh đang có tình huống tranh voi. Vâng, chính xác là một thế trận mà cả hai game thủ tại cái này đang có tình huống tranh voi, mỗi người được mỗi người chia nhau. Vâng, đôi voi mỗi ông một con, bên kia không biết là ông nào. Không được rồi. Vâng, một tên voi quay đầu và có lẽ sẽ thiết kế ăn chung cái chiếc nhà BS ăn hươu của anh. Vâng, đây là trên này một bầy hươu. Vâng, đang cầu một con voi nằm rất xa về nhà mình. Vâng, quãng đường di chuyển con voi này cực kỳ là xa. Vâng, rất trắc trở một tên này nếu như cầu voi ngon nghẻ, đường thơm này. Vâng, bầy hươu trên kia cũng chỉ là bầy hươu 4 con. Vâng, không được. Vâng, chính xác đây là thế trận mà đầu cánh của Hoàng Nhi đó chính là người cầm một V-Love và hai tranh. Một bầy hươu 4 nhưng mà hai game thủ vẫn ăn tranh. Vâng, bầy con hươu, con voi này. Vâng, rất bướng đến từ con voi này. Vâng, thì mất rất nhiều thời gian bởi con voi này rồi. Vâng, vâng, không sao, thời điểm này nó nằm phải trả giá nằm ngay thôi. Vâng, quá mất thời gian bởi một con voi. Và bầy hươu đầu tiên này cũng chỉ là bầy hươu 4 con. Vâng, trên kia mình thiết kế sớm một chiếc nhà BS để có thể bú tranh. Vâng, điều rằng khi mà tân ăn tranh này không biết nhà bên lớp còn khỏe không. Bài đấu cho son. Vâng, Kata đối đầu với cho son. Như vậy cánh bên kia Tí, Mark C và Roman. Và quay trở lại cái bài của Tí khi mà bài đấu Tí là thơm hơn. Vâng, bên kia cũng là một bài đấu đánh với 25 nông dân thôi. Và về lớp là người có điểm số lên đời sớm nhất. Rogan,
Vâng, như vậy nếu như đây là một trận đấu mà Vlog là người lên đời sớm nhất thì ở thời điểm ban đầu Hoàng Mai Nhi sẽ là người phải đánh thế thủ rồi. Đây, quay trở lại với cái máy này của Hoàng Mai Nhi. Một bài đấu Catanian với 25 nông dân. Vâng, bên kia không biết là Vlog. Vâng, Vlog lên đời sớm với bài đấu của người cầm cho Son. Có lẽ thời điểm này cũng bắt đầu chảy giò rồi. Vâng, nhưng mà tôi chưa thấy điểm số của Vlog có liên tục nhảy. Vâng, quay trở lại máy của Tý thôi. Vâng, hiện tại thời điểm mà Tý đang đối đầu với con giò của người cầm màu 5. Vâng, nhưng mình làm đang là một thế đi công và giò màu 5 đang đứng cái thế thủ. Vâng, ăn tại cái màn này sẽ ăn được một dân. Vâng, bên kia là bài đấu dân cũng chỉ là dân Roman thôi, loại nông dân nó cũng rất bình thường. Vâng, cũng là 25 HP như bình thường. Và đây là gì đây? Một chiếc nhà BE được thủ ra khi mà đối đầu với bên mình là Max C. Vâng, tôi cứ nhầm. Vâng, tôi cứ nhầm, bên kia là có Max C nhưng Max C là cánh bên mình. Vâng, hai nhà BL và một nhà B dành cho bài đấu của Max C. Và thời điểm này lượng thực đang rất ổn dành cho Tý. Và khoanh gỗ này có lẽ mình phải cơ cấu những chiếc nhà BE tránh tình huống mất tay và ăn hoang thêm một bầy hươu. Vâng, có y thủ như này với bài đấu bên kia cũng chỉ là hai chém thì đã mắc binh rồi. Vâng, dân này đứng chơi không biết đứng chơi lâu chưa. Vâng, nâng giáp cho y. Vâng, tham lai 30 và đầu cánh của Hoàng Mai Nhi là người cầm 1 và 1P đứng thủ. Vâng, sẽ làm phế ngay con phù đầu tiên này, một bài đấu cho Son. Vâng, phù cho Son gặp ngay những đơn vị chém của Max C là không có cửa chơi rồi. Vâng, không có cửa chơi dành cho con phù. Vâng, phù vừa nở ra cái tí. Con phù bên lớp vừa nở ra sao ấy. Vâng, có lẽ tuần thi đấu này sẽ là một tuần đổi nông dân. Vâng, đổi nông dân bãi vàng lấy nông dân của người cầm một, dường như cho Son đã có lên bánh xe vẩy e hay dành cho Tý tuần này. Vâng, phối hợp à không, con sư tử là sư tử của Vlog. Vâng, tôi tưởng như sư tử của Tý hộ gặm, tưởng như hộ gặm đám nông dân nhưng không sao, ăn được 4 nông dân. Như vậy là đây rồi, tuần này mình cần phải có một vòng ruộng ấm từ bài đấu của Max C. Và hiện tại lượng vàng của Tý nó đang hơi yếu. Vâng, vàng Tý hơi yếu khi một bãi vàng xấu. Vâng, y dúi y ngược lại. À không, màu 5 dúi y ngược lại tơ này. Vâng, những tấn đảo. Vâng, thằng 27. Nhưng mà nông dân, vâng, những con y của người cầm Roman vẫn đang chảy khá chân lực tại đây. Vâng, đây là máy của Hoàng Mai Nhi. Một bài đấu Catanian tham lai 31. Vâng, tham lai 31. Vâng, tham lai. Vâng, người tham lai bên mình là có tham lai nó cứ ưu thế là nhìn hơn. Vâng, bơm đồ cho Tý. Bơm đồ cho Tý để Tý. Vâng, để Tý lên A thì phải. Vâng, đây là màn hình máy của Tý đây. Thời điểm này chắc chắn phù cho Son sẽ phế khi mà gặp những con đợi chém của Max C. Vâng, đánh L, đánh Y và thủ. Vâng, chơi cả A. Một bài đấu sẽ được nhận đồ bơm tích cực đến từ bài đấu của Hoàng Mai Nhi. Vâng, chắc chiêu. Thời điểm này Tý có làm một cái BE đầu vòng đầu thanh gỗ bên kia tránh tình trạng của bạn Thọc vào không? Vâng, có lẽ lên đầu một cái E khoanh gỗ này, đúng rồi, tại cái nhà BM. Vâng, tránh tình huống mất tay và tại nhà mình sẽ làm một khoanh ruộng. Vâng, thời điểm gỗ sẽ làm một khoanh ruộng tròn vo tại đây. Vâng, ba nhà BE đã thiết kế và bơm đồ. Vâng, hiện tại là anh Hoàng mình sẽ rơi vào cái thế. Vâng, sẽ chuyển sang mình làm cái máy bơm, thằng này 33. Vâng, vòng ruộng này đảm bảo thoải mái bơm lực cho Tý rồi. Ở cái thời điểm bãi vàng đẹp và dân gỗ thì là mình không thì mình sẽ làm vẽ ruộng và bơm đồ cho Tý. Lượng vàng đang rất nhiều dành cho anh Bách. Vâng, có làm ngay. Vâng, có làm thêm con hươu tại cái BS kia cho nó mắc binh không anh? Vâng, nhưng anh đang có định ăn hươu ăn hoang cái mỏ quả này. Vâng, với cái đầu bên kia là hai chém để cho bài đấu Macedonian bên mình có thể lên thẳng ngang cung Nga. Vâng, thì sẽ làm thế rất thơm. Vâng, bên kia Roman dường như đang có tình huống dúi y. À không, đây là y giữa bản đồ. Vâng, thời điểm này mình không hề xoắn đến vị y của Roman. Vâng, cần thiết thì mình có thể chơi P hoặc là chơi vâng, tôi nghĩ là chơi P là hợp lý hơn. Vâng, nếu như màu 5 có tình huống dúi y lại thì mình sẽ là người đánh chơi P. Tham lai.
Vâng, tí nào. 29. Vâng, đang cơ cấu cho mình vòng rộng. Thời điểm này Hoàng Nhi sẽ là người nuôi tí để tí có thể sóc đều với bốn nhà bè của người cầm ba. Vâng, Max C. Y kẹp. Vâng, Y kẹp A Max C. Vâng, rất bá đạo trong cái map đấu 22 này. Vâng, Y của Max C và kẹp với A thì như là không còn những đơn vị quân nào có thể khắc chế được quá nhiều. Vâng, nếu như gọi là ưu thế nhìn chỉ có là những con cung A của Min thôi. Khi mà những con cung A của Min có tầm xa thì bạn sẽ rỉa gió những con cung con Y trước. Còn ngoài ngoài của Min thì không có loại quân nào có thể đỡ được Y kẹp A. Vâng, Max C tham lai là 2, tham lai là 36 và đây là máy Hoàng Mai Nhi vẫn làm tham lai 40. Vâng, anh không làm gì cả, anh chỉ vẽ ruộng và bơm đồ cho tí để tí có thể khỏe thôi. Vâng, rất dễ dàng trong map đấu. Vâng, bá đạo. Vâng, bá đạo khi mà Y kẹp A Max C tham lai. Vâng, 32 dân của chiến thần. Vâng, đây là trận thi đấu mà dường như chiến thần không biết là thời điểm vừa rồi là bao dân, hiện tại thì 32 dân. Vâng, dường như chiến thần đang là người đánh, vâng, đang là người sóc dân lên thì phải. Đây là máy tí nào. Vâng, có lẽ thời điểm này mình sẽ vâng, có lẽ tí có cần làm một cái lớp giáp cho những con cung A không? Ở đây, như vậy là đã giáp 2 rồi. Vâng, đã là giáp 2 từ những con cung A của người Macedonia. Vâng, cẩn thận đội bạn có tình huống đổi nhà. Khi đội bạn làm những đơn vị chém nó sẽ cơ động hơn. Vâng, vậy hay dành cho tí trong tuần vừa rồi. Vâng, rất nhanh. Và tôi không kịp nhìn thấy cái thao tác tay vẩy e mà đã thấy cái móng BE được vẽ ra rồi. Và hai game thủ ta sẽ phối hợp tuần này. Vâng, cả Hoàng Mai Nhi và cả tí tuần này. Vâng, đây một thế lực. Vâng, lạc đà kẹp Y kẹp A thì không có nhà nào có thể đỡ được cái map đấu này rồi. Vâng, xem nào. Vâng, liệu rằng đội bạn sẽ đẩy với thế trận đổi nhà hay sao. Vâng, thủ thì chắc chắn không thủ được rồi, còn đổi thì chưa chắc. Vâng, cái map đấu này không có cửa thủ. Vâng, còn đổi nhà thì nó cũng hơi khó khi mà mình đang có số lượng cung A của Max C đứng đỡ nhà. Vâng, đứng khe này cũng là rất mắc binh rồi. Vâng, nông dân màu 5 kìa. Vâng, màu 5 nông dân đang đứng chơi và có thế là truyền được cái sát mép bản đồ xuống 3 giờ. Vâng, chuyển A một áo dành cho Velop. Vâng, chuyển A một áo nhưng bên mình là Y. Vâng, bên mình là Y và A hai áo. Vâng, kẹp cả P. Vâng, E kia, E của Velop. Vâng, có E của... Vâng, được rồi, vẫn kịp, vẫn kịp. Vâng, vẫn kịp thời trong tờ này. Vâng, bắt luôn tờ này. Tí nào. Ui dồi, nông dân màu 5 kìa. Ui dồi, rất thơm thì trong tình huống vừa rồi. Vâng, nhưng mình đang bỏ lỡ rồi, không sao. Nông dân hiện tại, nông dân của màu 5 đang đẩy chạy giạt và tập thể dục khắp bản đồ. Quan trọng vẫn là bài đấu đánh cung chủ lực. Vâng, quan trọng vẫn là bài đánh cung chủ lực chuyển A một áo của chó son. Vâng, nhìn cái kiểu chuyển A một áo là một thế trận nó rất bí hiểm rồi. Vâng, rất bí hiểm khi mà cung A để cho cung A một áo thi đấu với những con cung A hai áo và mình có cả Y. Vâng, đây là tôi chưa kể cho chưa lấy cái tuần 12 giờ xuống. Vâng, lạc đà của Bách đã đến. Vâng, và tỷ số sẽ là 1-0. Vâng, xin phép anh em sửa tỷ số trong xe đấu thứ tư, đó chính là 1-0 cho các game thủ bên phía Hà Nam. Vâng, tí nào. Toàn bộ cung A của người cầm cho son đã nằm. Vâng, 1-0, 1-0. Không nói nhiều. Vâng, không biết là bên kia bật 4 hay gì đây mà chưa thấy resize. Vâng, resize rồi, 1-0.